Đéo cần chấp. Đéo cần chấp. Làm chip. Ăn xong gãy. Ăn chả gãy. Nào. Tập trung vào đây này. Cờ á. Đúng. Chả lấy đạo đạo. Chán chứ cờ. Đúng đạo. Chứ cờ nó không ra tiền. Sẽ không cho tiền. Cái gì đây? Gì đâu, lấy bóng bình thường. Ơ kìa, làm gì đây? Lấy bóng bình thường anh chip, cơ bản. Đường lên huyền thoại. Đâu qua? Cơ hội là đây. Ui, chuyển thế chỉ một. Đi, mày. Đi đâu, ôi, xua thế. Vừa nhanh chip vậy. Ôi! Con địt mẹ lưới thủng hay sao ấy Quang ạ? À? Ồ, còn đến được vào chứ? Điêu hoài luôn. Kìa, sao lại chuyền quả ẩu thế nhở? Chuyền thằng gần đéo chuyền, chuyền thằng xa. Thủ đông y hệt anh chip vậy. À, thế lại đá đợi rùa. Đéo qua được kìa. Nó kiểu tiki taka. Ui, chuyển nhẹ thế. Tôi cảm giác tôi đá đội hình Manchester City ấy, nó bị bí hơn so với đội hình Barca nha cậu. Ui, con mẹ em mà sao anh cọc. May vai luôn. Phản công nhanh. Anh chip biết sút đấy đâu, tập sút rùa rùa. Một là đánh đầu, hai là rút dù. Đéo cần biết. Ôi, địt biết nó chọc kinh. Sợ thật, ghê thật. Ơ chọc ghê thật. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Mày hở vãi lột địt, nhìn nó biết là thua. Nhìn ta biết là thua rồi. Một trái. Thua sao được anh chip, mới có một quả mà. Sterling. Úi, ô, đang tấn công. Trọng tài người Bắc Giang à. Úi, đi, có vẻ chuyên quá. Sâu vãi luôn vậy. Tức gì có G8, Icon cộng 5 nhỉ? Thế rồi. Có bạn là thế giới. Uầy, mẹ anh chip biết tổ chức tấn công vãi luôn ấy. Tổ chức ơ, cái gì đây? Mẹ em móc ra ngoài, em móc ra ngoài. Sợ vãi luôn. Đi đâu, đi đâu, đi đâu. Không được đâu anh chip ơi. Anh chip có mỗi trò tà tôi anh Quang ạ. Ừ. Đấy giờ toàn tạt của tao mấy quả liền rồi. Bị nguy hiểm, đéo là nguy hiểm ạ. Không phải đá mấy việt vị ạ. Phá đấy. Phá vãi lùng. Thầy ơi. Lại tạt. Không phải lại tạt mà chỉ tạt. Thịt con mẹ lên rồi. Đi đâu? Kìa, rơi bóng vào đấy. Ảo mẹ. Ơ kìa. Bắt tưởng ghi một bàn đá như nào mà lối đá như chip vậy. Ơ. Ơ. Hủy. Trừ ra. Đấy, đội hình cầu thủ tôi xuống lộ hết đấy. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Mèo vô cũng được. Kèo nhá, kèo nhá. Kèo nhá, kèo cực giáp. Yên về. Ôi, ớt. À, biên mình. Ơ. Lý gì mẹ mày, tao mua trọng tài rồi.
anh hâm lắm luôn chứ. Đấy. Ai, nào. Nào cái gì? Lại sút xa. Ui. Mẹ ông Sterling thì đéo sút được. Giật tay nhé. Có giật không? Giật tấu bình thường mà. Đã được rồi, đã được rồi. Đá mấy trận liên tục đau hết tay rồi. Đánh đá rồi. Đây rồi. Đây rồi. Tự nghỉ làm nên xin vào ăn hành thôi. Chưa có sút các bạn. Bỏ chỗ này đi. Đây gỡ ra được nữa. Hết giờ rồi. 87 rồi. Em bảo rồi, thi thoảng anh chip đá 10 trận được 1 trận rùa thôi. Ui dịch mẹ rồi. Mày khinh anh tao. Vỡ trận. Vỡ trận, vỡ trận. Vỡ trận. Thế mất là mèo sụt tim lắm. Đây rồi. Mặt tình mọi đá luôn. Chết đi con gì đó. Ui. Ui anh chip khỏe phết đấy, đéo đùa nhá. Ui. Mẹ cày thế à. Xong bô ba mình tính anh nhỉ? Ờ. Một lít. Vĩ chứ. Nào. Bắt đầu. Tôi thấy đá Barca còn hay hơn đấy. Để mà tôi đá. Tôi đá Man City tù nhé. Làm lồn. Gì? Được, được. Nhưng mà vào xem đội hình làm nhiều đội hình nhất cả. Ghê. Thì cái đội hình Barca là đội hình đá ao làng FIFA này anh, cộng 1 mà. Đội hình nào? Còn cộng 1 hết anh thấy à? Quan trọng là thực ra thì quan trọng là mình đá thôi. Đấy, chí mai đá tao thì thua rồi. Mai đội hình nó cũng bị thường mà. Anh chia với mình bình thường mới đi. Đội hình giờ chỉ có khỏe nhất đây, chỉ có anh Độ thôi. Là gọi là đội hình nó còn chênh lệch được trình độ một tí. Của cầu thủ của anh Độ là toàn chúng nó tự đá chứ anh Độ có phải điều khiển đâu. Mèo có quả Marcelo đá hỡi tiền đạo cánh tăng nhỉ. Hôm trước đá. Đây rồi. Đây rồi. Trời là trời. Đuổi đấy. Ôi, anh chị hay rồi. Đông sâu thế. Đông đâu bình thường. Anh. Ôi. Trời mẹ mà sút kìa. Đéo hiểu luôn. Ui, tập chán chứ. Cả cuống ấy nhở. Được. Ui, làm sao mà ăn được những quả như thế hả mẹ em. Rồi đấy. Messi dẻo lắm. Ui, đi. Dẻo lắm. Ui, đi còn mẹ. Dẻo ở đâu ra. Đi đâu. Đồ làm đồ cộng tám của tôi. Mẹ. Thế quả rùa vãi lồ lấy chim ạ. Đi. Ui ổn sao. Trời ơi trời. Mẹ hộ vệ đá thế mất hết. Ok kìa. Ơ. Điêu vãi lồ. Thế ơi. Đồng thích nhỉ. Thế ơi. Chết chứ còn gì nữa. Mèo ơi, ao trình rồi, không phải tranh trình quá. Sút chân trái, nước gì sút chân trái. Ai? Ôi, địt mẹ mày. Sạp lồn tiếp, tí nữa thì một quả nữa sạp lồn anh em ạ. Em bị suốt. Vừa bị, em bị vừa bị một trận xong. Ronaldo này, bắt như thế rồi vẫn lọt ra đánh đầu được. Địt mẹ mà đấy, cái góc như thế thì con mẹ thằng bông mai lắm, làm hoài. Ngoài anh tại anh không biết kèm. Anh làm được với em nào. Từ từ Sonic. Để anh thịt thằng. Ôi đi mẹ cái gì đây. Ôi. Thịt con mẹ một mình một bóng kìa. Lấy ma ơi. Đấy là lấy ma đấy. Ê à. Tài. Ô. Tài ơi. Làm đéo còn ai đánh đâu.
Dồ. Là một trận 2-2 không mọi người? Từ từ Snake để anh được thân qua đã. Chưa phản công, phản công. Ao trình, ao trình. Ao trình rồi. Con mẹ chuyển những cái buổi ấy. Eo ai này. Ôi, địt mẹ nó qua được. Ăn sao? Nghĩ được. Chuyển hơi tệ này, không chuyển lệch quá. Cái ông Ronaldo này. Vị vị rồi. Việt vị rồi. Ronaldo. Tôi mệt hết rồi. Sang đến hiệp 2 nó bị mệt ấy. Ai chẳng mệt em, đá 90 phút mà. Ai chẳng mệt. Mà điều khiển còn mệt nữa là như mà Cristiano Ronaldo. Nhéo đi mà không được. Ai? Tôi chết mẹ rồi. Mày không, mày không. Không vào được. Kém. Ao trình rồi, ao trình rồi. Mẹ. Ok. 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 Sao? Ôi. Ôi. Thật sự. Chỉ là một lưới đi. Sao địch mẹ mình tạt sâu ấy nhở? Ừ. Hiểu mình rõ ràng mình chỉnh hết ra ngoài rồi. Mèo quá, mèo quá làm đéo biết đá FIFA mà vào đây nó dã 10-0. Mèo quá, đây là điêu, phải điêu. Giác nha, mỗi ngày đám trận thôi. Bye bye. Cái Hà ra. Chạy đi rồi, nó ố địt mẹ, chuyển cho nó. À đây. Ơ, làm sao ấy? Ơ, ừ, làm Snake sao? Snake á. Thôi, không đá anh Snake rồi, đá anh Snake. Rất vui đó. Kèo rất vui. Em ơi, nào nó rét nha. Ui. Đánh, biết anh ấy thắng rồi đấy mà. Thằng nào nó rét nhỉ? Mất bình tĩnh quá. Bình tĩnh thôi em. Địt con mẹ, đéo truyền luôn. Đi cây á. Nó mất thời gian dê dắt nữa ạ. Ashraf Hakimi. Kìa. Cô toa chụp góc này kinh đấy nhỉ. Đấy rồi. Tôi đợi không? Làm gì? Xích xả. Đi về đồng quá. Bây giờ trận đấu còn là đấu. Trận đấu mẹ đồng quá. Xong rồi hai thằng hai bên tập nổi lên bao. Mẹ mà đó không một mình yếu vãi lồi. Ê. Mà lại anh không tin KL đúng không? Anh không tin KL nữa. Không một cái đầu mùi tao đi mẹ mày. Ông nhầm thôi. Em chỉ trong đội hình C rồi mà. Một bãi lầu chập. Em chỉnh trong đội hình C rồi mà nhờ. Ao ao đi, ao đi. Cộng 1 đi. Lúc nãy thế anh hỏi bọn bạn các bạn view em xem em đổi sang đội hình C rồi mà. Bãi lầu. Ok kìa. Mẹ thằng Ronaldo độ đây. Đây rồi, Bernardo Silva. Đi còn mẹ bàn thắng đây chứ còn đâu nữa. Không đâu mà Silva. Úi xùi. Ôi ôi, điểm mẹ mày đòi 2 lòng pha tuột với rất thất vọng luôn rồi. Mãi lòng đá đấm chưa được. Ôi, mẹ sẽ đó là đánh đâu. Trong lúc này, chừng ngoài đó không được. Đây là xe này. Mày ơi. Mày anh online đâu? Em mới vừa đảo phòng sao? Hết. Nhắm. Ui, đánh đầu đi con mẹ mày. Vãi lồn. Tôn. Ô, ai. Ôi, nó cũng mặt vãi lồn bay. Kéo nó. Ôi. Trăm mấy mà. Anh không tìm KL đi chả thế. Anh không tìm KL điểm. Là sao, anh đồ hình Juve mà. Juve ở Juve mà. Anh lên tiếng rồi. Bảo sao nó sút thế đi con mẹ. Chồng anh. Ây da, còn khó chịu thế nhở. Lại tạt. Chứ sao. Mỗi bài làm hoa phản công nhanh. Tàn đi.
gì đâu mà phản ứng. Ui! Đánh người hiện tại thì có thể... Không đây! Phải, đứng dậy em ơi! Đi mẹ không kiếm đạo duy nhất của anh. Mày! Quá! Ôi! Đây rồi! Đây rồi! Bảo bọc ba! Ba! Sọt đẹp vậy. Đây rồi! Ôi chuyển hay thế rồi. Đây. Cái gì đây? Chê gì ghê chỉ đá hay ở Evo 3 thôi. Ủa ít có mẹ hụt kìa. Ui. Hay. Ờ la Ui đánh góc kìa. Mình nhà anh biết ui gì cần mình. Bóng ba. Dừng sút đi. Từ từ thôi các em ơi. Lên bóng này. Đơn giản rồi. Đi đâu có sâu. Ơ, đéo hiểu được cái gì ạ, địt mẹ game. Đã ra biên à, vãi lồi. Đây. Để mấy cái ok. Ôi, địt lại chết rồi. Vội thế. Chê gì ok. Lại rùa. Nào. Ơ, cái đâm cái lồn gì, địt đéo vào. Còn này thì chịu rồi, địt mẹ, mày lỗi thế à. Đá người ta đá như thế. Đánh đầu. Đuổi đi anh, Snake ơi. Đẹp mẹ mà ăn đuổi mày luôn này. Đuổi đấy. Mày nói nhiều à? Mày đâu? Địt mẹ mày hai thằng kia, địt mẹ sao đây? Bác anh. Ngồi đây từ đầu. Ngồi đây từ. Nhưng mà em ngồi đây từ đầu rồi, em ngồi từ 1 giờ chiều rồi, anh kíp vào sau nha, em vẫn nhớ. Không có lồn. Ui. Cơ hội là đây. Ôi. Tay cầm của anh bị làm sao ấy? Làm sao? Mày không nhìn thấy tao đang chạy rồi đang dừng lại à? Đâu, đứng lại được luôn chưa? Rồi. Không tấn công được bằng tay cầm làm sao các bạn thấy không? Đéo phải, mày không nhìn thấy tao đang chạy thì bị dừng lại à? Không có tìm mình gì được, đéo không hiểu. Đéo gì đây? Alexander Adnon. Ui địt. Ơ cái địt. Bắt bài rồi anh Snake ơi. Cuống quá. Tì đè spec á, tôi tưởng tì đè C mà spec. Cách phòng thủ thôi. Đi đầu con sậu. Ủa kìa. Ơ kìa. Nào lập bập. Mẹ mày. Không, anh đang láo gì. Láo có gì. Mày ăn mừng bàn thắng kéo cho. Bắt cả lồn mấy ông khó tính. Ơ kìa. Địt mày. Anh chè lên. Trọng tài người cùng đầu nhau Hà Lam à, địt mày. Sao có đấy có bị lỗi gì đâu? Không nhưng mà địt mày nó che bóng. Che người thằng mày đá bóng cứ đéo gì đấy. Nào Văn Đai, cái cùng cái lồn gì về đá đi. Văn Đai. Nguy hiểm. Sắp đâu đánh gót kìa. Ơ kìa. Đây rồi. Mày é mày. Đéo hiểu sao, đéo phá lên được à. Về mắt sao rồi các bạn ơi. Ăn
rồi, hòa rồi. Agoro lùn quá, đâu đánh đầu được. Trời xấu này, xoạc này. Bảo sao sức lên rơi ạ. Xoạc này. Khoan thế. Xoạc này. Úi đi vậy. Tự nhiên đang đá mẹ cầm đập tao xuống đấy thôi, còn đéo có người bên trong rồi. Sút để bôi vậy. Anh sẽ đích vội rồi. Làm gì đây, cái địt mẹ mày bị che, bị che người đéo nhìn thấy thằng đấy ạ. Cái bảng tên nó che con mẹ. Đấy ơi, đấy ơi, đấy ơi. Qua bên kìa, cái này. Chút trượt đó, trượt mẹ rồi nhưng mà ông ấy xóa thì vẫn tính là lỗi chứ. Ôi! Mày quá. Ai vậy? Trời ơi trời. Thật đâu. Mẹ bị trời ơi là trời. Hết giờ. Nhiều cái số tầm giữa hiệp trở đi mẹ yếu quá luôn, cầu thủ thể lực thấp. Ok. Nào, mới đầu trận. Vira! Ui! Ôi, mày à, mày quá! Mày quá! Mày! Địt con mẹ quả đấy một mình nó luôn ý! Đây à? Thế mà nó lại đéo làm được gì? Đây gì đây? Thử tí, thử mất cách đi. Cánh đúng không? Ui, địt mẹ à, đéo có thể làm mà tranh được cướp bóng được nữa rồi. Ô kìa! Mẹ nào, không phải Ronaldo của anh ở đội kia đâu. Người mà anh đá đi, mẹ đến trăm bao nhiêu phút rồi. Ấy ừ. Dồi ôi đi. Cầu thủ đéo nghĩa anh chơi rồi, được cuối quả cùng. Như thế. Ui, đi, anh Chiếp thế. Ơi, nút game anh được, còn đá kèo nữa không anh Chiếp? Chạy đi ra. Thế. Ôi gì ơi. Ô, vì ông. Hết giờ. Sang tiền đấy mẹ. Địt mẹ. Vất mẹ. Địt mẹ.